điều ấn tượng nhất với mình khi lần đầu tiên nhìn thấy Redmi Note 11 Pro Cộng chính là thiết kế trẻ trung của máy. Mặt trước của Redmi Note 11 Pro Cộng vẫn là kiểu thiết kế quen thuộc mà các bạn vẫn thường hay thấy trên những sản phẩm gần đây của Xiaomi, đó là kiểu thiết kế đục lỗ. Theo mình thì kiểu thiết kế này khá tối ưu để mang lại cho người dùng không gian hiển thị rộng rãi hơn nhưng không gây cảm giác khó chịu như tai thỏ. Ở mặt trước, Redmi Note 11 Pro Cộng được trang bị màn hình kích thước 6.67 inch, sử dụng tấm nền AMOLED cao cấp cho góc nhìn rộng và màu sắc chân thực kết hợp với độ phân giải Full HD cộng vừa đủ sắc nét khi xem phim, chơi game. Ngoài ra, Xiaomi cũng đã tối ưu viền màn hình của máy trông mỏng hơn, giúp mặt trước của máy trông quyến rũ hơn. Xiaomi cũng đã trang bị tần số làm tươi lên đến 120Hz cho bạn trải nghiệm vút cực đã, các khung hình chuyển cảnh uyển chuyển, mượt mà. Nhất là trong những trận game gay cấn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và thời gian chuẩn xác thì màn hình này đem lại lợi thế cho bạn rất nhiều luôn. Mặt sau của máy vẫn được dùng chất liệu kim loại và kính giúp mang lại cảm giác sang trọng khi sử dụng, các góc máy được bo cong mềm mại giúp cầm nắm dễ dàng và thoải mái hơn. Nhìn vào mặt lưng của máy thì chắc chắn là camera là điểm nhấn nổi bật nhất khi máy có cụm camera hình chữ nhật được đặt dọc phía bên trái máy. Bên trong là cụm 4 camera với cảm biến chính khá lớn nằm phía trên. Với kiểu thiết kế mặt lưng này mang lại cho chúng ta cảm giác tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn giúp tổng thể thiết kế của máy không bị lạc lõng. Theo mình thì kiểu thiết kế này đẹp và rất phù hợp với những bạn trẻ năng động. Cấu hình mạnh mẽ với con chip Dimensity 920 hiệu năng là điểm nhấn tiếp theo của Redmi Note 11 Pro Cộng. Chúng ta đều biết rằng dòng Redmi Note series luôn mang đến cho chúng ta hiệu năng mạnh mẽ nhất trong tầm giá. Vậy nên để đáp ứng được nhu cầu sử dụng và chơi game giải trí của người dùng thì Redmi Note 11 Pro Cộng được trang bị con chip Dimensity 920 đến từ nhà MediaTek. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet cùng chip đồ họa Mali Z68. Tuy không phải là con chip đến từ nhà Qualcomm nhưng con chip Dimensity 920 cũng không phải là dạng vừa khi có điểm AnTuTu rất cao. Vậy nên việc dùng con chip đến từ nhà MediaTek sẽ giúp Redmi Note 11 Pro Cộng có mức giá hợp lý hơn nhưng vẫn có hiệu năng mạnh mẽ. Chỉ là không có độ nhận diện thương hiệu lớn bằng dòng chip Snapdragon mà thôi. Với cấu hình như trên thì Redmi Note 11 Pro Cộng hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt mọi nhu cầu của các bạn với các tác vụ hàng ngày. Đồng thời máy cũng sẽ cân mượt toàn bộ các game online phổ biến hiện nay như Liên Quân Mobile, Tốc Chiến, PUBG Mobile. Ngoài ra, Redmi Note 11 Pro Cộng còn được trang bị công nghệ 5G giúp các bạn có thể trải nghiệm Internet tốc độ cao. Thông số pin 4500mAh cùng sạc nhanh 120W để cung cấp năng lượng cho Redmi Note 11 Pro Cộng thì Xiaomi đã trang bị cho máy viên pin dung lượng 4500mAh. Theo kinh nghiệm sử dụng của mình với viên pin này thì Redmi Note 11 Pro Cộng sẽ đủ làm thỏa mãn cho các bạn cày phim, cày game hoặc lướt Facebook các kiểu. Ở thời điểm hiện tại, sạc nhanh được xem là điều tất yếu và cần phải có, và Xiaomi đã chơi rất lớn khi trang bị cho Redmi Note 11 Pro Cộng công nghệ sạc nhanh khủng nhất hiện nay, đó chính là sạc nhanh công suất 120W. Với công suất sạc nhanh này thì các bạn tin mình đi, chỉ cần để điện thoại đó sạc xuống uống ly nước lên đã gần đầy pin rồi. Về camera thì Redmi Note 11 Pro Cộng gây ấn tượng ngay với mình khi sở hữu cảm biến chính với độ phân giải khủng lên tới 108MP. Với camera chính có độ phân giải khủng như thế thì Redmi Note 11 Pro Cộng hứa hẹn sẽ cho ra những bức ảnh chất lượng. Ngoài ra với 4 camera được trang bị này, bạn sẽ có đầy đủ các tính năng chụp ảnh cao cấp như chụp HDR, chụp chân dung, xóa phông, giúp cho các bạn thoải mái sáng tạo để cho ra những bức ảnh đầy nghệ thuật để đăng lên mạng xã hội. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn.
chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.